Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nhàn. Hôm nay mình có mặt ở đây để review cho các bạn một loại dầu gội nhuộm mà mình đã trung thành từ rất lâu rồi. Đây chính là nó, dầu gội nhuộm tóc Sinhe. Trước đây thì tóc mình nhuộm màu vàng chóe, trông rất khô và sơ sát. Từ ngày được đứa bạn mình match cho dầu gội nhuộm này, mình đã rất là ưng, mình đã thử và rất là ưng. Dầu gội nhuộm này thì có thành phần là tinh dầu argan, dầu dừa, hà thủ ô, và đặc biệt là nó có thành phần nhân sâm, giúp tóc cảm thấy rất là mềm mượt. Sau khi dùng thử và ủ 10 phút thì tóc mình lên màu nâu rất là đẹp và rất là mềm mượt. Mình cảm thấy thật sự là rất là bất ngờ. Và từ ngày đó trở đi mình chỉ trung thành với dầu gội nhuộm của Sinhe. Đợt vừa rồi 20 tháng 10 thì mình có mua tặng mẹ mình một lọ ủ bạc. Mẹ mình đã dùng và cảm thấy rất là thích. Và đúng lúc mình cũng đang muốn thay đổi màu tóc mà Sinhe thì lại mới ra một màu nâu đỏ mới. Bây giờ thì mình sẽ dùng thử và trải nghiệm sản phẩm cho các bạn cùng xem nhé. Đây là dầu gội khô nên là các bạn ngồi đâu cũng có thể làm và cũng có thể tự nhuộm tóc cho bản thân mình được. Dùng sản phẩm thì các bạn có thể, mình cảm thấy không bị sót và mùi cũng rất là thơm, không khó chịu như là đi nhuộm ở ngoài hàng bình thường ấy. Các bạn có thể mua và dùng thử. Mình cảm thấy rằng là nhuộm dầu gội này thì rất là mát da đầu, mùi cũng rất là dễ chịu, không bị rát và mùi khó chịu như là các loại thuốc nhuộm ở hàng. Các bạn có thể mua và trải nghiệm cùng mình, dùng thử coi là có một mái tóc rất là ưng ý đối với bản thân. Đây các bạn có thể thấy rằng là tóc mình vừa mới nhuộm xong, màu lên rất là chuẩn và đẹp. Và từ bây giờ trở đi cả nhà mình chỉ tin dùng mỗi Sinhe. Hãy để Sinhe dành tặng điều kỳ diệu cho mái tóc. Liên hệ đặt hàng ngay hôm nay để nhận được tình yêu ưu đãi.